Mày đi, đứng lại, em mau đứng lại. Yêu thời gian như cánh nhỏ, chim trời ngộ thì khôn lớn bay đi với mộng mơ. Tôi vừa nghe tin trường Lâm Thiên Hoa đóng cửa, vội đến thăm các em ngay. Ai ngờ tôi thấy bộ dạng các em bây giờ, làm cho tôi rất là thất vọng đó. Sếp cũng hiểu đâu. Mụi chỉ muốn Quỳnh ấy có thể giúp Quỳnh bắt hung thủ. Dĩ nhiên ta biết đó là ý tốt của mụi, nhưng mụi có thể nói trước cho ta biết mà. Không ai có thể hạ mình quá thấp. Không thể chấp nhận sự thật này. Không thể cho Chinu sống cùng với Salu được nữa. Niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Các cầu thủ trẻ trong đội bóng Cửu Long hết mình với những trận bóng nảy lửa. Đang xen trong mối tình tay ba là những tình tiết hài hước, hấp dẫn. Giết người! Cùng vấn nạn tiêu cực trong bóng đá trẻ hiện nay. Tôi không phải là người quyết định, tôi chỉ là người môi giới thôi mà. Mời quý khán giả đón xem bộ phim truyện Việt Nam Vua Sân Cỏ phần 2 chính thức lên sóng truyền hình Hậu Giang vào ngày 30 tháng 5 2015 với sự góp mặt của các diễn viên Hoàng Anh, Khương Ngọc, Hữu Châu, Bạch Long, Lê Khánh, Quỳnh Lam. Quyết trả thù và đem lại thanh bình cho thành Thái Nguyên. Hạ Băng tìm cách xông thẳng phủ đô ủy, tiêu diệt hồ ly Tiểu Duy nhưng bất thành. Trái tim Dương Sinh có còn dành trọn cho Bội Dung khi chính anh cũng không hiểu rõ lòng mình. Tại sao người đã biếu Quan Âm đón mụ là Cao đại ca chứ không phải là Quynh chứ? Đón xem phim truyện Trung Quốc Quả Bì 20:30 hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Cái khóa đó sẽ không bao giờ mở được. Người ta vẫn chưa tặng căn nhà này mất cho ba cô. Mất hết danh vọng và sự nghiệp, nữ diễn viên xinh đẹp một thời Suri Lee quyết bám lấy người tình cũ Saga. Trong lúc khốn khó này, chỉ có bạn cũ là có thể giúp mình. Và âm mưu đặt chân vào gia đình quyền tộc đã bắt đầu. Đi thôi con trai à, chú cảnh sát sẽ đưa con về nhà ba mẹ con. Sami của mẹ hôm nay đúng là số phận. Những trận giông tố nào sẽ tiếp tục với lấy cuộc đời Vidya? Cha của thằng bé chính là Saga. Hấp dẫn với những tình tiết tiếp theo với Em Sẽ Là Cô Dâu Của Anh 22:15 hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang.